Bé gái 10 tuổi trốn thoát ngoạn mục khỏi sự chăn dắt của mẹ và cậu ruột, bi kịch loạn luân. Vụ việc một bé gái 10 tuổi mang theo em trai thoát khỏi chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột đã gây rúng động dư luận trong những ngày vừa qua. Được biết, bé NTMD 10 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai cùng em trai đã trốn thoát thành công sau nhiều tháng bị mẹ ruột và người cậu nhẫn tâm bạo hành, trích điện và bắt đi ăn xin. Bên cạnh đó, nhiều tình tiết động trời trong vụ việc cũng được phơi bày. Địa ngục trần gian. Bé D là một trong năm đứa trẻ bị Đào Thị Gái, 38 tuổi, ngụ Bà Rịa, Vũng Tàu và em trai bắt đi ăn xin. Sau khi chia tay người chồng đầu, Gái quen biết và lấy anh NDT, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai và sinh thêm 5 người con, trong đó có bé D và lần lượt là các em trai TR, T, H và N. Các con của Gái đều chỉ trong độ tuổi từ 2 đến 10 tuổi. Nhưng đến năm 2018, anh T qua đời, Gái bỏ đi và để lại 5 đứa con cho bà nội ở Đồng Nai nuôi dưỡng và thi thoảng có về thăm. Sau đó, trong một lần về thăm, Gái dẫn theo T, H và N bỏ đi ăn xin. Tiếp đó vài tháng, Gái về, tiếp tục dẫn theo D và TR theo. Lúc này, D đang đi học, mặc cho cô giáo khuyên can sắp tới kỳ thi học kỳ 1, nhưng Gái nhất quyết đưa D đi. Năm chị em D, sau khi được Gái đưa đi lên chỗ trọ ở cùng Đào Văn Bé, em trai của Gái và con gái riêng của Gái với chồng trước là DTH, 16 tuổi. Nhưng trong quá trình sống cùng với mẹ và cậu, thấy khổ cực nên D và các em đòi về nhà bà nội thì bị Gái kêu bé lấy dây điện đánh đập, hành hạ. Nguồn trên còn cho biết thêm, hàng ngày, Gái và bé bắt cháu D và TR đi ăn xin khắp nơi từ thành phố Bà Rịa đến các huyện lân cận như Long Điền, Xuyên Mộc, huyện Châu Đức. Đến tối, Gái để TR ở phòng trọ, còn mình dẫn D ra khu chợ đêm thành phố Bà Rịa ăn xin đến 22 giờ mới cho về nghỉ ngơi. Có lúc mẹ dắt đi, cũng có lúc cậu bé chở hai chị em con đi các nơi để ăn xin. Mỗi ngày con phải xin được 900.000 đồng, nếu không đủ thì bị mẹ kêu cậu bé đánh và trích điện. Nếu ai khóc thì mẹ tát mạnh vào miệng. Dẫn lời cháu D, nhìn những vết sẹo sau lưng và gáy của cháu TR do bị bé trích điện và đánh khiến nhiều người không khỏi đau lòng và phẫn nộ bởi hành động của người được gọi là mẹ và cậu ruột. Chưa dừng lại ở đó, D và các em còn bị chính mẹ ruột và cậu gần như bỏ đói, cho ăn cơm trắng với nước tương rồi chở đi ăn xin. Buổi trưa, nếu ai cho được gì thì ăn ấy. Tối về cũng chỉ được mẹ cho ăn cơm với nước tương, D nghẹn ngào kể. Càng phẫn nộ hơn chính là việc Gái bắt các bé phải đi ăn xin, đánh đập, hành hạ nếu không xin đủ tiền, còn mình và em trai há miệng chờ sung. Mẹ không đi xin ăn, mà khi đưa chị em con đến chỗ ăn xin thì kiếm chỗ mát ngồi. Nguồn trên dẫn lời bé D. Để ép những đứa trẻ đi xin kiếm tiền, người cậu ruột Đào Văn Bé đã dùng vợt mũi chế thành cây trích điện để trích vào người các cháu, thậm chí đánh một cháu đến gãy răng, bầm tím khắp người vì không chịu đi ăn xin. Nhưng phẫn nộ hơn chính là việc người được gọi là mẹ đều nhìn thấy và đồng tình với cách làm của người em trai. Trong thời gian sống cùng mẹ và cậu ruột, D luôn suy nghĩ phải bỏ trốn và tìm cách giải thoát các em. Còn quyết tâm phải bỏ trốn và đưa các em về nhà nội để thoát việc bị ép đi ăn xin, con muốn đi học, dẫn lời bé D. Sau đó, D trốn thoát được trong một lần ăn xin ở chợ cũ Kim Long, huyện Châu Đức và đưa theo em TR trốn được về với nhà nội an toàn. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng, người mẹ và cậu ruột bị công an mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, bé và gái đã khai nhận toàn bộ hành vi đáng phẫn nộ của mình với các con, cháu. Sốc nặng hành vi đồi bại của người cậu ruột với các cháu. Sống cùng nhà trọ với gái và bé, còn có một người con riêng của gái với chồng trước là cháu DTH, 16 tuổi. Nhưng trong quá trình sống cùng nhau, bé đã có hành vi động trời với người cháu gái này của mình. Trong thời gian sống cùng nhà trọ, bé đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu DTH, khiến nạn nhân hai lần mang thai. Từ khi quan hệ tình dục với DTH, bé buộc D cùng các em phải đổi cách xưng hô với DTH. Cậu bé bảo con và các em không được gọi chị DTH là chị nữa, mà phải gọi bằng mợ, vì chị đang mang bầu, là con của cậu. Ai mà gọi chị DTH bằng chị liền bị cậu đánh. D nói và cho hay, hằng ngày tụi con đi ăn xin,
Còn chị với cậu thì chỉ ở trong phòng trọ riêng, đóng cửa suốt ngày. Ai mà nhìn cậu với chị DTH đều bị cậu đánh. Đến ngày cháu DTH chuyển dạ, gái và bé đưa về bệnh viện Long Khánh để sinh con, đặt tên là DCP. Giấy chứng sinh không có tên cha là bé, mà chỉ có tên của cháu DTH là mẹ của trẻ sơ sinh. Khi con của cháu DTH chưa được 1 tháng tuổi, chính gái là người ôm đứa cháu ngoại bất đắc dĩ của mình hàng ngày đi ăn xin. Vài ngày sau thì cháu DCP bị bệnh nặng và chết tại trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ. Lâu lâu, mẹ gái, cậu bé và chị dẫn tụi con đi nghĩa địa thắp hương, nên giờ con vẫn còn nhớ mộ con chị Hát được chôn nơi nào. Để kể lại, hiện cháu Hát đang mang thai với bé đứa thứ hai. Những thông tin của D cung cấp về việc bé có hành vi loạn luân với cháu DTH đã được báo chí và nhóm SOS huyện Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh chuyển đến công an xã Xuân Bảo huyện Cẩm Mỹ để xác minh. Ngày 27 tháng 8, khi bé và gái cùng DTH về xã Xuân Bảo để bắt cháu D và T tiếp tục đi ăn xin thì bị công an xã Xuân Bảo mời về làm việc. Tại trụ sở công an, bé và gái khai nhận hành vi đánh đập D cùng các em của D để bắt đi ăn xin. Ngoài ra, bé cũng thừa nhận hành vi loạn luân với cháu DTH. Nhưng kinh khủng hơn, bé cũng có hành vi tương tự với người chị gái của cháu H tại phòng trọ ở huyện Xuyên Mộc. Khi được hỏi có biết việc quan hệ với cậu là sai thì em DTH nói: "Cậu và con ở riêng một phòng, mẹ và các em ở phòng khác. Ở phòng trọ chật, hàng ngày cậu cứ khều khều và ôm con nên con đành chịu vậy." DTH thật thà nói. Những hành vi phẫn nộ, kinh hoàng của bé và gái được phơi bày sau khi lực lượng chức năng mời cả hai lên làm việc. Tại cơ quan công an, bé và gái đã khai nhận toàn bộ hành vi đáng phẫn nộ của mình với các con cháu. Vào sáng 5 tháng 9, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Bé, 24 tuổi, cậu của các nạn nhân để điều tra hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và ngược đãi hoặc hành hạ cháu. Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố bị can bắt tạm giam Đào Thị Gái, 38 tuổi, là mẹ của các nạn nhân về tội ngược đãi hoặc hành hạ con ruột mình. Đối với cháu DTH, do đang mang thai nên công an huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện này đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chăm sóc sức khỏe, đợi ngày sinh con. Sau khi được giải cứu khỏi sự chăn dắt của mẹ và cậu ruột, hiện D, TR và T đang ở với bà nội. Hai em của D là H và Ng đã được bà nội gửi vào ngôi chùa cách nhà gần 10 km để được các sư thầy giúp đỡ chăm sóc.